là em con, là tuần thứ 6 là chị con em con đã mắc như vậy. Bây giờ giữa đông người là anh em, dâu và con em trai, anh trai ở đây. Bây giờ đã nó mắc, bây giờ mình phải tìm một người đặng mà nhận thêm một người con nuôi, đặng tới lui với gia đình, chung sống với gia đình, chứ giờ gia đình bá buồn khổ quá thì phải có một người con nuôi đặng để vui vẻ với gia đình. Dạ thôi con, con cũng xin nói lời với mẹ. Cái việc mà mẹ chấp nhận con làm con nuôi thì con cũng xin nói với mẹ như thế này, cái đây là một cái lời con cầu xin trước, cầu xin mẹ trước chứ không phải là mẹ tự quyết định. Thì con nói chung là những ngày qua thì con cùng với gia đình thì gần gũi nhất với gia đình là mẹ và anh ba và anh hai, anh Út và cháu Linh đây. Còn những người dâu của mẹ là đến sau này con về gia đình con mới biết. Thì những ngày qua con cùng với gia đình, cùng với mẹ và người thân của mẹ đi tìm chị Hà. Thì những ngày qua nói chung là con cũng đã nhận được một cái tình cảm của một người mẹ đối với người con là chị Hà. Thì con cảm thấy đó, mẹ đã mất đi một người thân. Quý vị cũng đã nghe rồi. Hiện tại bây giờ cái nguồn thông tin mà mình cũng rất là vui ha cả nhà ha, khi mà anh Asin cùng với gia đình của chị Hà cũng mới chính thức là được mẹ của chị Hà nhận làm con nuôi ha cả nhà ha, để lo tới lui, để giúp đỡ cho gia đình, để lo cho là hai đứa con của chị Hà, thì mình thấy rất là vui và được an ủi cho gia đình chị Hà ha cả nhà. Mình sẽ nghe tiếp cái còn cái gì không ha cả nhà ha. Xin mời quý vị. Người quá hiền, chị anh đây, các anh chị đây quá là hiền. Thì con cũng có lời cầu xin mẹ được chấp nhận con là một người con nuôi của mẹ. Con nuôi để làm gì? Không phải là con đây để mẹ nhận con là con nuôi, mà mẹ phải nuôi con. Không phải là như vậy. Nói cho nó rõ hơn, người con nuôi có nghĩa là mẹ xem con coi có cái gì buồn vui mẹ chia sẻ cho con. Con ở đây cũng vậy, con không giàu có nhưng mà con có và con giàu là cái tình thương của con đối với mẹ hiện nay. Thì trước khi mẹ nhận con là con nuôi thì con cũng xin nói với mẹ như thế này: cha con mất rồi năm 2011. Hiện nay mẹ ruột của con vẫn còn, mẹ ruột của con vẫn còn. Những gì con làm ở xã hội này, toàn thể gia đình con đều ủng hộ con, nhất là mẹ con hiện nay. Thì mẹ nuôi đây, thì con cũng xem mẹ nuôi cũng như là mẹ ruột của con. Ngày hôm nay, đời con sẽ có thêm một người mẹ thứ hai, cũng như là mẹ ruột của con. Con mong là mẹ nguôi ngoai những cái nỗi buồn của mẹ. Ngày hôm nay mẹ mất đi đứa con gái, thì ngày hôm nay mẹ có đi một thằng con nuôi. Mẹ cố gắng lên cái cuộc sống hiện nay, thì cái tình thương đối với nhau thì đó là một điều quan trọng nha mẹ. Mẹ có chấp nhận không thì giữa gia đình đây và cháu Linh đây, gia đình có chấp nhận Asin là người con nuôi của mẹ. Thì trước hết mẹ có nhận hay không, mẹ nói lên một lời rồi, từ anh hai cho đến anh ba cho đến anh Út và hai người dâu của mẹ, cuối là cháu Linh. Thì anh hai có việc, anh hai không có ở đây, thì con nghĩ là mẹ chấp nhận thì anh hai cũng sẽ chấp nhận. Chấp nhận. Dạ mẹ nói đi mẹ, trước hết mẹ nói. Trước là giờ là sự việc của Hà nó đã xảy ra chuyện gì. Dạ. Giờ cũng nhờ con Asin đặng mà phụ giúp việc chung vui gì với tôi. Dạ tôi mẹ, giờ mẹ mới thấy giờ mẹ cũng đau xót quá, mẹ chấp nhận Asin làm con nuôi.
Rồi con cảm ơn những lời của mẹ, nói chung là lời nói vàng ngọc của mẹ đã trao với cái tình cảm tình thương của mẹ cho con. Rồi anh ba có đồng ý em là người anh em nuôi trong gia đình không anh ba? Cũng đồng ý. Dạ dạ. Rồi anh Út. Dạ. Rồi hai chị dâu cũng đồng ý ha. Rồi cháu Linh con sao cháu Linh? Rồi. Nãy giờ quý vị và các bạn cũng nghe là mẹ của chị Hà cũng như là anh Asin thì nói chung cũng rất thông tin rất là vui ha. Khi nhận Asin làm con nuôi cả nhà ha. Thì mình sẽ nghe tiếp cả nhà ha. Xin mời quý vị ạ. Những gì mà Asin đã được nhận thì những gì Asin cùng làm cho gia đình với cái việc gì đó mà với cái khả năng của Asin thì Asin sẽ cố gắng và cùng với gia đình đây thì Asin không để cho các bạn nói là thằng đó nó chẳng là cái gì của gia đình chị Hà mà nó phải thế này thế nọ, cho nên là ngày hôm nay đã được sự đồng ý của gia đình và mẹ đây đã nhận Asin rồi thì những gì trong ngoài và các cháu đó, chẳng hạn như cháu Linh và em của cháu Linh cũng là con và cháu của Asin đó, thì từ những thành viên của trong gia đình của mẹ là người thân của Asin này, là người thân của Asin này, thì Asin đây cũng xin hứa một ngày nào Asin còn sống, gia đình của mẹ đây và những người thân kể cả cháu Linh và em của cháu Linh, Asin sẽ cố gắng để bảo vệ gia đình và hai cháu với cái khả năng và cái sức của Asin làm được gì thì Asin sẽ cố gắng. Cái sự cố gắng này thì Asin cũng mong là quý bà con cộng đồng và những người thân của gia đình chị Hà cùng nhau ủng hộ với cái việc làm của Asin. Asin mong là như vậy, chứ Asin đây muốn mà quý bà con không muốn thì 8, 10, 100 Asin này cũng làm không được việc gì hết. Asin nói như vậy thì mong là quý bà con trên cộng đồng và xã hội người thân hãy hiểu và hiểu cho Asin. Rất cảm ơn và rất cảm ơn. Rồi thôi bây giờ anh ba lên đưa cái ly trà cho em anh ba. Ly trà đó. Mẹ ngồi, mẹ ngồi. Thì nói chung là con thì không phải là người con mà mẹ đã sinh ra thì đã là kêu mẹ rồi, mẹ đã kêu là con rồi. Thì con sẽ kính mẹ một ly trà thay cho một ly rượu để tỏ lòng của một người con nuôi đối với người mẹ nha. Mẹ uống với con miếng. Vậy là từ đây sắp lên là anh em đoàn kết chung vui với nhau, bồng đầm bọc với nhau. Dạ. Dạ. Dạ uống với anh. Dạ mẹ uống. Mẹ hứa với con là từ đây về sau anh em đùm bọc chung mẹ, vui với nhau. Dạ. Dạ. Dạ mẹ cố gắng chung sống với nhau. Mẹ cố gắng đừng có quá buồn. Biết là mất đi một người thân là phải buồn rồi đó. Dạ. Nhưng mà với cái sự mà đau buồn đó mẹ nên nhớ là một ngày gần đây thì mẹ sẽ lấy lại cái sự công bằng, chẳng hạn như chị Hà đang ngồi trên đó mà anh ba uống miếng trà anh ba, anh chị qua giờ qua cho. Để mà ai cho con nói một câu này anh à, xin gia đình thì nói chung con để mà không để cho cái cách gia đình thì con là người xa đấy thì bà con là bạn với em Hà nhưng mà về tuổi tác thì nói chung thì con cũng lớn tuổi nhưng mà trong là gia đình mà thì nó có cái rủi nhưng nó cũng có cái may, cái rủi là mình có một người con gái lịnh độc nhất thì đã mất đi rồi nhưng mà có cái may là được cộng đồng mạng người ta giúp đỡ, không về tiền bạc nhưng mà người ta giúp đỡ về trên vấn đề phương diện tình cảm, người ta khuyên, người ta bảo, đó là cái điều rất là tốt.
Cái hai nữa là mấy A Xin thì không nói thì chắc cũng biết, nhưng mà riêng bản thân con ấy, thì con đánh giá A Xin đó, thì ngày xưa cũng là dân xã hội, nhưng mà qua vấn đề con người biết quay đầu đó, cũng như mọi cái clip con lên đó, thì cái cuộc sống này sau này á, là của mình á, đến lúc chết á, nó mới là tối cao nhất. Còn khi mình á, mà đầu tiên mình sống đàng hoàng, cuối đời mình sống không ra cái gì á, thì cả cuộc đời của mình cũng không là cái gì hết. Nhưng mà cuộc sống thì không ai là không có tội, không ai không phạm lỗi, nhưng mình biết quay đầu, mình biết sửa đổi và mình bước đi cái con đường đúng để cho sau này con cháu học tập, cái điều đó cũng rất tốt. Thì cũng như là cái tình cảm, vấn đề với sự quen biết cũng như là hàng xóm, thì thôi con anh và ai lại có thêm được một người con nữa, thì cái điều đó là nói thực sự một câu á, cũng không rất vui mừng cho gia đình, và cũng là chúc A Xin là một thành viên trong gia đình này, thì cũng như cuộc sống của A Xin thay đổi, thì mình cũng coi như là đây là gia đình của A Xin đó. Thì nói chung mình rất muốn đồng chuyện đi về xa, thì có gì cả nên mình điện giúp được những cái phục vụ để mình là cái vụ này là mình sẽ đi đến cùng, mình đòi công đến cùng. Khi nào mình cảm thấy cái đó mình dừng lại rồi thì mình mới dừng, còn không ấy thì mình không được làm. À, còn theo anh nhìn á thì anh cũng nói với Linh rồi, nói chung á là mấy cậu của Linh thì thực sự đâu á, gia đình thì ngày xưa cũng có tiền, nhưng mà mình sống ở một nơi một chỗ cái nhận thức với cái này cái nọ thì nó cũng có vấn đề cái hạn chế. Còn như mình gặp A Xin bây giờ đích thực, A Xin là người đích thực của gia đình rồi, không thể nào ai nói được cái gì nữa đó, mà mình nó tình thương mến thương là mình nhận là cha là mẹ là anh là em, chứ không phải là bây giờ nuôi là phải tiền bạc hoặc là mình tranh của cướp được gì, là cái đó nó không có vấn đề hết. Mà bây giờ mình làm như thế là cái tình cảm của con người với con người thì cái đó là bình thường thôi, nhưng mình muốn là để cho cái xã hội công nhận mình, đó là một. Cái hai nữa, những cái việc mà mình làm, cái thứ ba nữa là để cho con cháu học tập, cái điều đó là điều tốt nhất. Thì thôi thì cũng không có gì cả. Chúc coi như là gia đình ta, coi như là từ nay trở đi có phải vui vui, có buồn cùng trở, chúc bạn sự may mắn, anh em mình sẽ kết hợp làm tiếp được một cái em. Rồi cảm ơn anh đi, rồi cảm ơn, không biết nói gì nữa, mình cũng vinh hạnh là bữa nay được chứng kiến cái vùng này. Rồi lo về cái đó. Thì tất cả cô dì chú bác anh chị em mình cũng vừa nghe xong là cuộc nói chuyện của mẹ chị Hà với anh A Xin, và thậm chí là mẹ chị Hà cũng đã nhận anh A Xin làm con nuôi, và trong đó thì mọi người trong gia đình của mẹ chị Hà, anh chị em gì đó thì người ta hầu như cũng là chấp nhận là anh A Xin có thể làm con nuôi để có thể là giúp đỡ cho gia đình, thậm chí là lo được cho hai đứa con của chị Hà hay cả nhà ha. Thì cái thông tin này cũng rất là mừng đến rất là nhiều khán giả đã yêu quý gia đình của chị Hà và thậm chí là yêu quý anh A Xin. Thì nói chung những cái thông tin mà ngày hôm nay là tụi em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu đây. Thì những thông tin tụi em đưa lên cũng nhằm mục đích để quý vị và các bạn mình cùng nhau tham khảo, chứ hiện tại mình cũng chưa có nhận định là ai đúng sai hay cả nhà ha. Còn cái kết quả đúng sai cũng chờ đợi từ phía bên cơ quan chức năng hay cả nhà. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Em xin chào và bye bye quý vị ạ. Bye bye.